Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nếu như các bạn có cơ hội được đứng trên nóc tòa nhà cao nhất tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, chắc hẳn các bạn cũng nhận ra những sự thay đổi trong diện mạo của thủ đô khi chuẩn bị bước sang 1.000 năm tuổi. Những bó dây cáp, dây điện trăng ngang bầu trời đã không còn nữa, thay vào đó là một không gian đẹp đẽ và thoáng mát. Không biết mọi người cảm nhận thế nào, nhưng với tôi, dù Hà Nội có thay đổi, vẫn luôn luôn là thành phố của tình yêu và nỗi nhớ. Và lúc này thì tôi đang tự hỏi, khi thủ đô chuẩn bị bước sang 1.000 năm tuổi với rất nhiều những diện mạo đổi thay, thì liệu 36 phố phường của Hà Nội cũng có gì đổi thay đây? Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một trong những con phố cổ của Hà Nội, nơi vẫn còn lưu giữ rất nhiều những ngôi nhà cổ tại Hà Nội hiện nay, và đó chính là phố Mã Mây. Với thế hệ trẻ chúng tôi, việc tìm lại thông tin về những khu phố cổ của Hà Nội chỉ qua sách vở. Tôi nghe nói ngày xưa không có phố Mã Mây, chỉ có phố Hàng Mã và Hàng Mây. Sau này người dân ghép lại thành phố Mã Mây. Phố Mã Mây hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ nhất tại Hà Nội. Những hình ảnh của quá khứ vẫn luôn hiện diện trong không gian hiện đại. Ngay bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn đi khám phá con phố Mã Mây. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến thăm một trong những ngôi nhà cổ nhất của Hà Nội nhé. Đó là ngôi nhà số 87 phố Mã Mây. Được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 19, trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử của thời gian, nhưng ngôi nhà số 87 vẫn giữ được nguyên vẹn lối kiến trúc cổ. Đó là kiểu không gian sống kết hợp với buôn bán, nhà dạng ống có mặt tiền hẹp và khoảng không đón nắng ở giữa nhà, còn được gọi là giếng trời. Nơi đây hiện nay là một điểm du lịch độc đáo dành cho khách du lịch. Đến với ngôi nhà cổ này, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian và nếp sinh hoạt thị dân xưa kia, mà còn được tìm hiểu về nhiều ngành nghề thủ công truyền thống. Khi bước chân qua cửa, bạn sẽ thấy xúc cảm thư thái, thanh bình ùa vào tâm hồn. Những xô bồ, tấp nập ngoài phố phường như bị bỏ đi ở nơi nào đó xa xôi lắm. Rời khỏi ngôi nhà cổ số 87, tôi tìm đến với quán cà phê Align. Chỉ một lần cùng bạn bè đến đây uống nước, tôi đã thật sự ngỡ ngàng trước lối bài trí kiến trúc độc đáo của quán. Hình ảnh một Hà Nội xưa được tái hiện lại hết sức hiện đại bằng những bức tranh 3D. Các bạn biết không, Mã Mây còn làm con phố có rất nhiều những quán cà phê nổi tiếng và được các bạn trẻ rất yêu thích. Và một phần làm nên điều đặc biệt của những quán cà phê này đó chính là kiến trúc của nó. Kiến trúc của quán là những ngôi nhà cổ và bên cạnh đó thì chủ nhân của những quán cà phê này luôn luôn cố gắng bài trí kiến trúc làm sao để nó mang được cái hồn của Hà Nội nhất. Chủ nhân của quán cà phê này là những chàng trai cô gái còn rất trẻ đến từ nhóm 3D Hà Nội. Họ yêu Hà Nội và muốn bày tỏ tình yêu đó theo cách riêng của những người trẻ. Và mọi người khách đến đây chắc hẳn đều cảm nhận được tình yêu đó. Còn đây chính là địa điểm cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn trong cuộc hành trình khám phá phố cổ Mã Mây, ngôi nhà của nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết. Trong căn nhà gỗ cổ này, du khách đến đây không chỉ thưởng thức mà còn có cơ hội khám phá nghệ thuật ẩm thực thuần Việt bằng cách tự mình học chế biến. Ẩm thực Hà Nội rất phong phú, đặc biệt là phở. Là nhà hàng nhưng có thể nói đây là địa chỉ hiếm hoi còn phần nào lưu giữ được nguyên bản nét cổ Hà Nội. Các bạn thân mến, nếu như khi đang đi tham quan phố cổ mà bỗng dưng các bạn cảm thấy hơi đói bụng một chút thì hãy nhớ đừng bỏ qua một địa chỉ rất nổi tiếng ở trên phố Mã Mây nhé. Đó chính là ngôi nhà ẩm thực ở số 25. Đối với khách du lịch, việc tìm hiểu ẩm thực nơi mình tới thăm là sự tò mò của hầu hết mọi người. Nhưng với Hà Nội, ẩm thực không đơn thuần là nghệ thuật ăn uống mà còn là sự kết tinh văn hóa ngàn năm lịch sử của chốn kinh kỳ. Và nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết chính là một trong những người đã lưu giữ và phát triển nghệ thuật ẩm thực của dân tộc. Không mất quá nhiều thời gian để khám phá con phố Mã Mây và bù lại các bạn có thể thu nhận được rất nhiều thông tin về những ngôi nhà cổ của Hà Nội hiện nay. Và nếu một lần đã ghé thăm thủ đô Hà Nội thanh lịch, các bạn đừng quên đến thăm con phố Mã Mây nhé.